Con hành cho mày coi coi. Con hành coi. Ngon quá hả con. Giỏi quá, tim của mẹ giỏi quá, cho ngoại coi nè. Timo này đôi giày dơ nè, bỏ dép bỏ dơ bỏ xuống. Ba đâu con, ba đâu, kêu ba đợi ba đi. Ba đi đâu rồi? Ba đi với Lia rồi hả? Ba đi ngoài đợi ba về đó hả? Đó hả? Nhìn hình đó, nhìn hình của nó đó. Hình của con chảnh đó hả? Ồ, hình gặp hình nhìn. Timo đâu? Timo đâu? Chỉ mẹ con hình Timo đâu? Timo hình Timo đâu? Chỉ mẹ đi. Timo với Lia đâu nè? Timo. Ba đâu? Đi đón ba đi, con đi đón ba đi. Con đi đón ba đi, đứng ngay đón ba. Ba đâu rồi con? Ba ngoài cửa chứ ba đâu có trong bếp. Ba đi ra ngoài rồi. Đó nhà bếp. Mama. Đây là hình ảnh của Lia và Timo lúc mới sanh nè. Thời gian trôi qua quá nhanh đi. 3 năm rồi. Không ngờ nó nhanh như vậy đó. Timo lúc đó nhỏ xíu à, Lia cũng vậy nữa. Giờ này nó cãi nhau được cái mẹ rồi đó. Nó thích mấy con này lắm, mấy con này là cái nhân vật hoạt hình ở trong bộ phim ở bên bên Đức này, phim hoạt họa của bên Đức á, là mỗi tên mỗi một con này là có cái tên riêng. Timo thích khủng long lắm nè, hai chị em nó có mỗi con mỗi đứa một con khủng long. Con gấu trúc này là của thằng Timo nè, nó thích con gấu trúc này nè. Nó làm chiếc xe ô tô, nó cưỡi xe ô tô hoài đó. Còn Lia này là gấu nâu nè, teddy bear, chị tự chọn đó. Chị mua cũng tự chọn nè, cho các bạn xem nha. Hình này đi học nè, đi học được vài tháng rồi, đi học nhà trẻ nè. Cưng nghe không? Học tí dài chát à, trời ơi Lia sao con dài dữ vậy à? Con dài giống mẹ với Lia.
Hình này Lia được 5 tháng nè. Lia được 5 tháng tuổi nè. Rồi Lia với bà luật sư bà của nó nè. Bà này luật sư 78 tuổi rồi. Bà người quen. Timo cũng 5 tháng tuổi nè. Lia mới 5 tháng mà chỉ lanh lắm. Này là sinh nhật đầu tiên của tụi nó nè. Cái này chưa, cái hình này là chưa có sinh nhật, mình này mới mấy tháng à. Nhưng mà lúc mà làm lịch này là lúc mà sinh nhật đầu tiên của tụi nó. Đây là cái ở trên phòng mình nè, trên phòng của mấy bé mình quay ở phía sau nhà nè. Bạn thấy không? Nhà bên cạnh có cái hồ đó. Có hoa sen nó đẹp ghê luôn không? Để phóng lên mấy bạn coi coi. Đó, hoa sen đó. Đẹp quá ha. Nhà người ta làm đẹp ghê luôn đó. Này nhà kế bên có đồ chơi của trẻ con nhà mình nè. Này. Đó nhà của mình đó. Nhà cái đứa bé chơi nè. Này cái trò chơi cát của nó. Đi học rồi nó không có chơi nữa nên mình không có dọn dẹp ở dưới nữa. À, sớm trồng hoa nè. Đẹp không? Phòng của tôi nó. Phòng của tôi đó nè. Phòng màu tím đó này mình thích lắm. Phòng màu tím đó các bạn. Ở đâu cũng có thú nó nói chưa. Con mèo này của Lian nè. Con chó này của Timo nè. Hai đứa nó tự chọn đó. Chó với mèo ôm với ôm của nó. Trong phòng này mình làm màu tím nè, tại mình thích màu tím lắm. Nhìn nè. Đó xong. Nhìn nó xa nhìn cũng xịt tím lắm nha, nhưng mà lại gần hai bà già rồi. Chào các bạn. Cho mình coi anh chụp bạn coi hình của Lia nè. Lia hình này người ta dễ nè. Hình này người ta cũng dễ nè. Đó, mắc cười lắm nha, tôi kể cho các bạn nghe nha hình này nè. Cái nó nằm nó ngủ thấy hình này nè, cái nó mẹ mẹ mẹ. Mẹ đi tắm ha mẹ. Mắc cười ông con nít á, tại tôi hình này hình cưới của mình á. Mặn chụp ngang vậy nè, nó nói mẹ ơi mẹ đi tắm, chắc nó nghĩ mình không mặc đồ á. Mắc cười dữ dằn luôn á. Để ông Phật đây để cầu may mắn cho các con nè. Đó, trên cửa sổ nhìn xuống hồi nãy mình quay cho các bạn xem đó. Thấy không? Hình này cái đồ đo nhiệt độ. Còn vòng màu tím của mình thích lắm nè. Bằng đêm á mấy cái này nó dạ quang nè các bạn, mấy hình màu trắng á là đẹp lắm, trăng sao cho các con mình á. Cái này bạn thân của thằng Timo nè, nhỏ này là cái phi nục họa nè. Kikanin-chan là con phim tựa đề của phi nục họa đó. Kikanin-chan nó thích con này lắm. Con này của bà phó tô bà luật sư á, người quen á, tặng cho nó hồi lúc sinh nhật 1 tuổi á. Nó thích con này dữ lắm tới giờ luôn đó. Đi ngủ là nó ôm con này ngủ nè, bạn nó nè. Hello, hello.
Tôi là Kỳ Cần Yến Trần. Xin chào các bạn ở Việt Nam. Đó, mình giới thiệu cho các bạn xem cái phòng ngủ của tụi nhỏ nha. Đó. Đợi đi nha, Timo. Ja, nu warte doch. Wir sind Nummer 2. Timo, đợi con. Là Timo come. Timo, come here, Baba. Nè, thương con. Timo. Bà bà, ní khúc, ní cửa gác đây hìa, khúc mà hìa. Này, để khóc ní ta. Sách con, sách con. Ê, hey, das ist auch schief. Das ist gerade halten. So. Lia, Lia, khóc. Nhìn lên con, nhìn lên con. Ja, Mama, ja. 98, bà bà. 98. Timo. Timo, schwerer. Jetzt die Moschwelle. Komm mal hier weiter her. Nein! Nicht dagegen die Wand lehnen. Komm, sit ja. Komm noch mal runter, wir machen noch mal neu. Mach mal neu, ja? Warte, warte. Warte mal. Der muss von der Wand weg, warte mal. So, jetzt stopp, stopp. Und jetzt draufstellen. Aber nicht an der Wand, nicht an der Wand. Nee, nee. Muss hier frei, lass hier frei, Lia. Timo. Con đứng lại cho mẹ coi coi. Nicht gegen die Wand gehen. Timo. Nicht gegen die Wand lehnen. Du mach der Wagen gần weiter, Baba. Ja. 14,4. 200 Gramm mehr. Timo nặng hơn Lia 200 Gramm. Und jetzt stellen wir uns mal rein, wie groß du bist. Ne? Stell dich mal hier an die Wand dran. So, schön dicht dran hier. Dicht dran, so. So, dicht dran, so. Lia, con ra đây nè con. Bei der Kleine, Baba. Listen, you got it. Oh, Kleine. Kleiner, ne? Ja, er ist 2 cm kleiner. Mhm. Ach so. Ich hab einen. Ja. Ich hab einen. Hoi, cái đó chưa rửa con, chưa rửa. Mach mal die Tür nicht zugemacht, guck